Đắc đã rồi thì bắt đầu mình mới gì nhỉ? Dùng thằng TypeScript. Xong chưa các bạn? CD của nó thì chưa? Có một cái lỗi mới mà nó vừa thầy nó vừa phát hiện ra được. Có một cái lỗi khi chúng ta chạy vào này. Lưu ý giúp thầy. Các bạn cài bước tiếp theo này. Đây các bạn bước tiếp theo này nhỉ. Cài cái thằng MPME A cộng Redux Toolkit và React Redux. Bật terminal lên. Đó. Enter. À sửa, xin lỗi các bạn. Đây là bước thứ hai. Đó, truy cập vào file package.json, sửa cái thư viện React này này thành 17.0.2. Đó. Được chưa các bạn? Sửa xong rồi thì bắt đầu chúng ta mới đến câu lệnh tiếp theo là cài đặt cái thằng này. Đây thì để 3 bước cho các bạn nhìn nhá. Thank you.
Được chưa các bạn? Thành công chưa? Tải xong chưa? Rồi, trong quá trình chờ đợi thì các bạn nhìn vào đây giúp thầy. Bây giờ thầy sẽ demo cho các bạn về phần thêm bước sửa xóa sản phẩm nhá. Được không? Listing đã. Chúng ta phải hiểu luồng nó chạy như nào này. Ok, chúng ta có một cái store ở đây này. Như thầy nói, store nó sẽ chứa được nhiều reducer, nghĩa là chứa nhiều cái hàm xử lý cho từng thằng một. Thì bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái đây. Các bạn thấy là feature này có thằng cao. Bây giờ thầy sẽ tạo một feature mới, nghe tính năng mới ấy, dành cho thằng gì nhỉ? Thằng cố đắc. Được chưa các bạn? Tầm này nhìn đã, nhìn để hiểu đã. Còn cái tải về thì kệ nó đi. Chắc là mất cả buổi hôm nay thôi. Thì trong thằng này thì thầy sẽ tạo ra cái gì? Đầu tiên là thầy phải tạo ra một cái component đã. Component nó tên là product.js. Rồi RAFCE. Vì đây đang code bằng JSX mà. Rồi vậy thì lúc ấy thầy sẽ gọi nó sang thằng app.js. Thì xóa lớn thằng cao tơ nhá. Rồi đến thằng cố đắp. Chào các bạn, npm start. Chạy ra được chưa? Thằng bố rác rồi đúng không? Chưa nói vấn đề router, router giống hệt cái thằng kia thôi, chẳng có gì khác cả. Vẫn dùng router bình thường. Rồi bây giờ thì sau khi tạo component xong rồi thì thầy sẽ phải tạo ra phần state. Bình thường các bạn phải khai báo state trong này đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ chỉ cần tạo ra cho thầy một cái file gọi là product slide để trên nhận .js. Nó chỉ là cái tên thôi. Rồi trong này thì mỗi một chức năng thầy sẽ tạo ra một slide riêng. Ví dụ như là product slide, card slide, user slide. Được không các bạn? Có hiểu vấn đề không nhỉ? Nghĩa là mỗi một cái file đấy nó là một cái file chức năng riêng luôn. Thì thầy sẽ là import, muốn sử dụng nó thì phải import một cái thằng gọi là hook của thằng create slide từ thằng Redux Toolkit mà chúng ta đã cài đặt đúng không ạ? Nó là thư viện này. Rồi bây giờ thì thầy sẽ tạo ra này. Constant product slide sẽ từ thằng create slide này. Đây. Tham số đầu tiên của nó sẽ là gì? Là tên action. Gọi cái tên đi, gọi là product thôi. Tham số thứ hai của nó sẽ là gì? Nó sẽ là state. Sorry các bạn, nhầm nhá. Đây. Tham số đầu tiên nó là tên, là thằng product. Tên nó là gì? State đoạn này. Được chưa các bạn? Initial state. Để thầy xem lại nào. Xem lại cái thằng create slide. Chị này quên. Nó sẽ có tên này. Rồi. Name sẽ là product phẩy initial state. Chúng ta mặc định có phải là nó là một cái mảng không? Được chưa các bạn? Mảng trống. Bây giờ thầy sẽ cho luôn dữ liệu vào nhá. ID2 name product B. Chúng ta đang khai báo state này. Giờ này chúng ta đang khai báo state. Rồi ok. Thế vậy thì bây giờ thì thầy sẽ export có thằng này rồi. Đến thằng thứ 3. À thằng này đã. Export này. Export before cái thằng gì đây? Thằng product slide.reducer. Được chưa? Xong rồi đã, chúng ta khai báo thằng state này. Giờ việc của thầy sẽ là gọi ra thằng state này để sử dụng nhá, là thằng product này. Thì các bạn chỉ cần sử dụng một thằng use selector. Nghĩa là đến cái bước mà chúng ta có cái component A này, ta muốn gọi cái store, cái này là đang trên store này, cái slide chúng ta một cái thằng state này. Đây là store này, thì trong store đấy nó sẽ có chứa rất nhiều cái slide khác nhau, cái slide, cái cổ đắp này, cái là cả
một thằng slide đấy thì nó hiểu đơn giản là nó xử lý công việc dành cho cụ thể, dành cho cố đắp, dành cho category, dành cho user, dành cho all các thứ. Thế hiểu đẹp nhỉ? Thì step nó sẽ làm như này. Step. Ok, mỗi một slide là step mà. Việc chúng ta sẽ là call API từ phần A này sang thành gì nhỉ? Store đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng gọi là thằng hook là use selector từ thằng React Redux. Nhớ là React Redux nhá. Rồi, thế vậy gọi ra thì bằng cách nào? Nhưng mà trước khi gọi ra được ấy, thì chúng ta phải khai báo nó ở trong thằng store này. Hiện tại bây giờ chúng ta đã khai báo chưa? Có slide rồi đấy, nhưng mà chúng ta đã khai báo trong này chưa? Chưa. Thì chúng ta phải nhớ khai báo ở trong thằng này cho thầy. Import product reducer from feature product product slide. Đây chúng ta lỗi import ra mà. Rồi chúng ta sẽ import nó vào đây. Product bằng product reducer. Rồi ok. Thì chúng ta xem ở trên thằng React Redux nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái thằng hook là thằng gì nhỉ? Hook đây. Các bạn nhìn thấy là một thằng use selector đây đúng không? Thì nó là cho phép bạn truy cập dữ liệu từ Redux Store State. Nghĩa là sao? Nghĩa là cho khi mà chúng ta sử dụng một thằng useSelector này ở trong cái component chúng ta ấy, thì thằng này nó cho phép chúng ta truy cập vào thằng gì? Thằng Store. Và nó sẽ truy cập vào thằng này. Bây giờ chúng ta thử sử dụng nhá. Constant product đi bằng thằng useSelector. Rồi selector, chúng ta sẽ selector gắn vào một tham số như thế nào, ví dụ data chẳng hạn, hoặc ABC tùy các bạn, ABC cũng được, tham số mà, data này, cả về dữ liệu là thằng data. Cái đoạn này các bạn cứ tưởng tượng nó giống như ở chúng ta call API, call API thành công thì có phải nó gắn vào giá trị ở thằng nào không, thằng data, và chúng ta return về thằng này đúng không? Bây giờ chúng ta console log thử thằng product này ra xem nó như nào nhá. Thử xem là chúng ta có truy cập được vào không này, đâu rồi. Ra object chưa? Thế vậy nó đã truy cập vào được store này chưa? Đây này, có hai object này. Thế chứng tỏ là cái thằng data đấy nó là cái thằng object này. Hiểu chưa các bạn? Nó là thằng object đấy. Vậy thì chúng ta muốn lấy state của thằng cutter hay là của thằng product? Product, thế vậy thì đoạn này sẽ phải là đây, chấm gì nhỉ? Chấm product. Rồi, ok, truy cập vào được chưa? Truy cập được vào rồi thì khi mà chúng ta mặc định nó truy cập vào slide đấy rồi ấy, mà cứ truy cập vào thằng này này thì các bạn thấy nó có gì đây đấy, auto nó trả về cho các bạn state luôn, hiểu chưa hay khó hiểu quá, chấm gì nhỉ, value trả về state chưa, hợp lý luôn. Thế vậy việc của chúng ta chỉ đơn giản là không cần phải constant state hay gì hết đâu, chúng ta chỉ cần show nó ra thôi. Nếu mà có thì sẽ là gì nhỉ, map item div item name ra ngoài chưa? Thấy không? Có hiểu vấn đề không nhỉ? Chúng ta có file store này, slide này, chúng ta gắn nó vào trong store của chúng ta. Hiện tại chúng ta khai báo đây nhưng mà chúng ta chưa gắn nó vào store đúng không bạn? Đây, chúng ta khai báo đoạn này nhưng mà chúng ta chưa gắn vào store đây, đoạn này gắn vào store này. Và chúng ta sử dụng thằng useSelector để call đến thằng store đấy. Dữ liệu của thằng store đấy nó sẽ gắn vào biến data. Chúng ta truy cập vào, thế là lấy được state. Cứ sử dụng useSelector thì mặc định nó sẽ truy cập vào thằng state của chúng ta. Vậy state của chúng ta là thằng nào? Mặc định nó truy cập vào thằng này. Ok chưa? Thử xem nào. Bạn nào cài đặt rồi thử xem chạy nào. Thực hành đi, thực hành để xem chạy như nào. Thế nó cài hết thì đắp chưa? Chưa. Cái bước thứ hai là phải
Các bạn chú ý là cái file store của chúng ta chỉ cần import nó vào thôi, được chưa bạn? File store chỉ cần import thôi, thì thầy tập trung vào file gì nhỉ? File product này. Các bạn thấy là các bạn thấy chú ý này, thằng cố đắp này nó có cần được cố đắp nó gọi lên nó hát không, nó bất kỳ thằng nào nó chỉ cần gọi cái này phát là nó ra đúng không, đúng không ạ? Bất kỳ chỗ nào nó chỉ cần Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Xong chưa các bạn? Tiếp tục nhá. Không chỉ mỗi cài đặt không thì hơi buồn cười nhỉ. Rồi ok, chúng ta có một cái step như này rồi. Các bạn trên Meet, không biết có ai trên Meet nhỉ? Có bạn nào đang học online không? Không có ai luôn. Có em ạ. Rồi tiếp tục này. Khi mà chúng ta làm việc step thì đơn giản chúng ta chỉ cần côn thằng use selector như thế thôi. Đúng không các bạn? Không phải nhờ nó đơn giản hơn việc là các bạn truyền probe xuống không? Có đơn giản hơn không? Rồi bây giờ thì chúng ta làm việc với thằng thêm sản phẩm chẳng hạn. Thì chúng ta có cần phải bắn lên thằng app nữa không? Tất nhiên là không cần rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thêm sản phẩm thì thầy sẽ tạo ra một cái file ví dụ như productapp.js. Rồi ok. RAFC. Chúng ta sẽ cài đặt, thầy sử dụng luôn thằng React Hook Form nhá, cho các bạn thân quen nhá. Rồi npm này. Npm e react hook trừ form. Rồi ok. Thì thầy sẽ import cái thằng React Hook Form ở đây. Cấu hình một chút này, use form from react hook form. Ok, tiếp đến là thầy sẽ khởi tạo cái thằng state của nó này. Các bạn cứ nhìn đi rồi chốc nữa thầy sẽ để các bạn cái code nhìn để hiểu đã. Constant register
handle submit và form state, nó là một object bằng thằng use form. Được chưa các bạn? Code thằng reaction hoặc reaction này sướng, nó không phải lo vấn đề kiểu dữ liệu. Nó không báo đỏ lòm nên là sướng rồi, đúng không? Rồi, form. Chúng ta có một thẻ form ở đây. Ok, chúng ta gọi ra một sự kiện là on submit, có một thằng handle submit chặn đằng trước và có một thằng on submit hàm để nhận vào, đúng không? Constant on submit. Nếu mà chính xác thì chúng ta sẽ có một thằng data như này. Rồi bên dưới chúng ta sẽ có một thằng input type text. Ví dụ là chúng ta lấy thằng register register name. Để cho các bạn placeholder đi. Thằng thứ hai đó, thằng number nghĩa là về giá nhá. Price. Button. Thì các bạn thấy là code của thằng này nó chỉ khác mỗi cái là không có kiểu dữ liệu thôi, đúng không? Phần lớn là kiểu dữ liệu thôi. Rồi, thêm sản phẩm. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải gắn nó vào, vì chúng ta chưa có router nên chúng ta gắn trực tiếp nó vào đây nhá. Rồi, thế vậy thì khi mà chúng ta muốn thêm một sản phẩm ấy, thì trong thằng slide này chúng ta cần phải viết cái gì? Chúng ta chỉ cần thêm một thằng reducer vào đây thôi. Reducer. Hàm của nó tên là gì nhỉ? Hàm add product. Ok. Nhận vào một cái gọi là cái state và cái action. Như thầy nói rồi đấy, state nghĩa là lấy cái thằng bên trên này, đúng không? State nghĩa là lấy cái thằng bên trên này. Còn action là cái mà dữ liệu chúng ta bắn lên đấy. Là cái dữ liệu là gì nhỉ? Từ cái thằng form chúng ta, tức là này. Action nó sẽ, khi mà chúng ta gọi đến thằng slide đấy, chúng ta chỉ cần truyền dữ liệu vào nó vào thằng luôn thằng action. Bây giờ thì cứ test luôn cho các bạn xem nhá. Action này. Ok, thế vậy thì chúng ta có một thằng như này rồi thì chúng ta sẽ phải export nó ra. Export cái thằng add product từ thằng từ cái thằng product slide.action. Đây không phải export default các bạn nhá. Là export ra cái biến thôi. Default chỉ có một thôi, đúng không các bạn? Export default chỉ có một thôi. Bây giờ chúng ta đã export từng cái biến một ra. Rồi, thế vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng cái thằng gọi vào cái thằng hàm này kiểu gì này. State thì có thể là chúng ta sử dụng cái thằng useSelector. Còn khi mà chúng ta muốn gửi một object của chúng ta vào trong cái hàm này thì người ta gọi là dispatch, nghĩa là dispatch một cái action. Được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ import một thằng gọi là useDispatch từ thằng React Redux. Đúng ai là useSelector đúng không? Bây giờ là useDispatch. Rồi chúng ta cũng sẽ khởi tạo nó này. Constant dispatch bằng thằng useDispatch. Rồi chúng ta sử dụng nó này. Thì chúng ta sẽ dispatch một cái hàm. Cái hàm vừa xong chúng ta là hàm gì nhỉ? Add product. Rồi. Nghĩa là gọi ra cái hàm đấy. Gần như chúng ta gọi ra cái hàm đấy. Và chúng ta truyền cái thằng gì? Nó ra vào đây. Thế tự động nó sẽ nhảy vào thằng gì nhỉ? Thằng action này luôn. Rồi console log thử nhá. Rồi đây là vòng lặp thiếu key thôi. Cho vào nhá. Key. Key bằng thằng item thứ name đi. Rồi hết lỗi thì là được. Bây chúng ta gõ này. Product A 123 ấn thêm. Các bạn thấy nó vào action chưa? Rồi nó gọi thằng action rồi. Ok, chúng ta thấy là mặc định cái thằng action cái thằng dữ liệu của chúng ta ấy, nó sẽ vào action chấm gì nhỉ? Có nhìn rõ không? Đúng không? Mặc định nó sẽ vào thằng action chấm payload luôn. Và cái kiểu của chúng ta type này. Đấy. Thì nó lấy cái tên của chúng ta. Nó lấy cái tên gì?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại được đâu. Nếu mà mình thích con bao nhiêu? Thank you.
Mình cứ làm như thế thôi. Ok, tiếp tục nha các bạn nhá, xong chưa? Xong rồi đúng không? Nghĩa là phần như thế này thì chắc các bạn đã biết là thêm bước sửa xóa như nào rồi đúng không? Được chưa các bạn? Thầy lại cắm màn hình vào nhá để chúng ta xem tiếp này. Rồi chúng ta đi tiếp này. Nhưng đây mới chỉ là các bạn thêm dữ liệu fetch vào trong cái thằng mảng fetch này thôi đúng không? Đúng các bạn. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ call API bằng cách nào? Thì các bạn chú ý phần này. Chúng ta sẽ vẫn sẽ cài một thằng gọi là Axios vào đây. Chúng ta vẫn cứ tạo ra một folder là API như bình thường. Vẫn tạo một folder API view instance.js. Rồi import thằng Axios from Axios vào đấy. Tiếp đến là thằng constant instant bằng thằng axios.create bay.gol. Thầy ví dụ thầy tạo một file db.json đấy cho nó nhanh nhá. Rồi nó có một object là thằng gì nhỉ? Products. Một bảng giống. Ok, bay.gol của thầy sẽ là http 2.// localhost 3001. Chút chéo thôi được rồi. Nhảy đã. Export default cái thằng instant ra. Rồi tạo một file là product.js. Trong này thì chúng ta sẽ import thằng instant vào. From instant. Export constant thằng list. Rồi sau đó là constant GOL sẽ bằng thằng gì nhỉ? Suột chéo products. Và return về thằng instant.get. Truyền GOL vào. Được chưa các bạn? Tạo ra vài phương thức luôn. List này, get này, hoặc là read. Read thì chúng ta cần cái thằng gì nhỉ? ID. ID. Suột chéo đến thằng gì? ID. Vẫn là get. Đến thằng gì nhỉ? Add. Thằng add thì chúng ta sẽ cần thằng product bắn lên đúng không các bạn? Rồi chúng ta sẽ là thêm vẫn đường dẫn này. Phương thức là gì? Post. Thằng remove thì chúng ta cần cái ID bắn lên. Sau đó là sụt chéo ID. Và bên dưới này chúng ta sẽ sử dụng phương thức là delete. Thằng này sẽ là thằng update. Rồi nhận lên một thằng product. Mấy cái này chắc không cần phải nói lại rồi đúng không các bạn? Cần giảng lại không? Xong hết chưa? Phần API được chưa? Rồi bây giờ việc của chúng ta bây giờ làm việc với thằng style này, chúng ta sẽ làm việc với API kiểu gì? Khi mà dữ liệu fetch như này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Value của nó sẽ là trống. Fetch nghĩa là trống đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ là gì đây? Chúng ta sẽ phải có một thêm một thằng nữa, một cái phương thức nữa của thằng React Toolkit, đó là create async thằng. Đó, phải có một thằng này vào thì chúng ta mới làm việc API được. Thì thầy sẽ tạo ra một cái action mới constant, nghĩa là thầy không phải action trong ngoài nữa mà thầy sẽ tạo action bên ngoài. Action nó tên là get products, nó được khởi tạo từ thằng create async thằng. Được chưa các bạn? Rồi trong thằng create async thằng đấy thì nó có cái gì? Nó có đầu tiên là tên của action, nghĩa là tên của action là name, vừa xong chúng ta là product sụt chéo add product đúng không? Đấy là tên action nhá. Còn đây là chúng ta đặt tên là name này, get. Xin lỗi các bạn, là product suột chéo đến thằng get product. Đó, khi mà call redux thì nó sẽ là có cái type này. Cái thứ hai đó là thằng gì? Là cái hàm call API của chúng ta. Call API của chúng ta sẽ là async. Thực ra các bạn viết như này cũng được, như này cũng được, nhưng mà chúng ta dùng around đi cho nó nhanh. Là async này. Được chưa các bạn? Có nhớ cái thằng get product mà chúng ta hay gõ không? Constant get product bằng async như thế này đúng không? Đúng không ạ?
thì nó là cái phần này này, được chưa? Rồi, thế vậy trong thằng này thì chúng ta cũng lại con API constant data bằng thằng gì nhỉ? List. Oh, list đâu rồi? List. List đâu nhỉ? Import list from API sụt chéo đến thằng product. Rồi kiểm tra xem là link đến đúng hay chưa nhá. Đúng rồi đúng không? Rồi list xong rồi thì chúng ta bình thường là chúng ta sẽ set state. Đúng không các bạn? Nhưng mà chúng ta không cần set state đoạn này, chúng ta chỉ cần return về data thôi. Nghe trả về kết quả. Ok chưa? Thế trả về kết quả rồi thì làm sao nó vào được thằng state này được? Đó, câu chuyện làm sao vào thằng state này được này. Thì chúng ta sẽ phải có một cái action đoạn dưới này, nó là extra reducer. Đoạn này hơi hại não tí này. Xin lỗi các bạn đây. Thì chúng ta sẽ truyền một thằng gọi là thằng builder vào đây. Một tham số gọi là builder. Đoạn này được hỗ trợ từ thằng Redux Toolkit này. Rồi builder.add case nghĩa là trường hợp. Trường hợp mà thằng action creator này, nghĩa là trường hợp mà cái thằng get product này nó thành công fulfillment. Được chưa các bạn? Thì lúc đấy là nó sẽ làm gì tiếp theo này? Thầy nhớ quên xứ mất rồi, chắc là quên cú pháp rồi, điểm quên này. Quên cái cú pháp. Thầy biết là có state và action đấy rồi nhưng mà quên cái cú pháp của nó. Đây add key fulfill này, phẩy này, sau đến hàm. Nghe tham số đầu tiên nó sẽ là cái trạng thái đúng không? Tham số thứ hai đó là cái hàm trả về dữ liệu này. Ok, thế vậy thì tham số đầu tiên là cái trạng thái ở đây. Fulfillment nghĩa là thành công đúng không các bạn? Có nhớ thằng promise trước chúng ta học không? Có trạng thái là reject là không thành công, pending là chưa thực hiện, và fulfillment nó là thành công rồi. Thì fulfillment đoạn này tiếp theo này. Tham số thứ hai đó là một cái action, là một cái function callback này. Rồi nếu mà thành công thì chúng ta sẽ truyền một thằng state vào đây. Thằng state lấy ở đâu ra đây? Mặc định state nó sẽ lấy ở trên này này. Đó. Thằng action thì nó cũng giống như thằng action.payload này thôi. Chúng ta chỉ cần console.log ra thằng action.payload. Action.payload. Thế action.payload này là cái gì? Nó là cái dữ liệu return này này. Ok. Nó là cái dữ liệu khi chúng ta code API thành công thì nó trả về data. Và data đấy được gắn vào thằng action ở dưới này này. Là action.payload. Thử nhá. Xem đến đoạn này nó có console.log ra được action hay không nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta có một cái hàm như này rồi thì việc chúng ta sẽ là dispatch ra cái thằng này đúng không? Giống như thằng này đúng không các bạn? Chúng ta muốn vào được cái hàm này thì rõ ràng chúng ta phải dispatch nó đúng không? Đúng không các bạn nhỉ? Vừa xong rồi chúng ta dispatch đây. Đây là gọi hàm đây. Bây giờ chúng ta có một cái thằng này nữa, chúng ta cũng lại dispatch nó ra. Ok, bây giờ chúng ta quay lại cái thằng product này. Thì mặc định là các bạn đang code sử dụng use selector để code cái thằng state. Vậy thì ban đầu của nó có dữ liệu không? Ban đầu chúng ta có state không nhỉ? Có dữ liệu không? Có không? Có. Các thanh niên đầu nó ở trên mây thì sao? Có rất nhiều bạn không biết là có để ý không? Nhưng mà thôi không sao, đây là phần bonus. Các bạn học được thì là tốt, không học được thì là chết. Đúng không? Ban đầu nó sẽ không có dữ liệu. Được chưa các bạn nhỉ? Sau đó return ra ngoài, vòng lặp. Không có dữ liệu. Vậy thì chúng ta muốn côn được nó thì phải làm như nào? Use gì? Effect. Rồi, tất nhiên chúng ta chỉ muốn côn một lần thôi. Rồi, thế vậy đoạn này chúng ta côn API đúng không? Mà côn API thì chắc chắn là phải gọi đến thằng nào nhỉ? Action này rồi đúng không các bạn? Rồi. Dispatch. You. Dispatch. Sau đó là chúng ta sẽ là gì đây? Khởi tạo nó. Constant dispatch bằng thằng you dispatch. Rồi chúng ta sẽ dispatch cái action vừa xong. Chúng ta định nghĩa đây là một action này. Đây là một action. Giống như thằng dưới này. Nhưng mà thằng này lại khác cái là nó code API. Nó viết bên ngoài. Rồi chúng ta dispatch cái thằng action đấy. Hết. Không. Hết rồi. Như thế này chúng ta dispatch gọi đến hàm đấy rồi đúng không?
Đấy nhá, mặc định là chúng ta dispatch, nghĩa là gọi cái hàm này. Và hàm này thì bắt đầu nó call API. Call API thì nó trả về dữ liệu. Trả về dữ liệu thì chúng ta bắt cái trạng thái của nó là full fill. Và nó trả về nó gắn vào biến action. Biến action xong chúng ta console log nó ra. Hợp lý không? Thử xem nào. Lỗi gì đây? Get product is not defined. Thầy chưa import vào. Get product, enter. Xem nó console log ra được payload nha. Network error, chúng ta đã chạy đâu? Rồi, listen server. What db.json.port 3001. Em làm lại. Chúng ta ban đầu có dữ liệu không? Không có dữ liệu gì cả. Bây giờ thì thầy sẽ fetch thử một cái dữ liệu ở trong thằng db.json nhá. ID 1 name product A. Vẫn là undefined. Để chúng ta xem lại nào. Console log thằng action.payload này ra chứng tỏ là nó chưa truyền dữ liệu vào. Xem nào. Ok, get full fill. Rồi chúng ta console log thử thằng data ra xem là chúng ta connect ai thành công không đã. Vẫn undefined này. Rồi xem lại thằng list, product và thằng instant. Ok. Await. Có dữ liệu chưa? Thế vậy thì có phải là nó bắn được một cái action lên cái này không? Nó call API thành công chưa? Call API thành công thì nó trả về dữ liệu, và trả về dữ liệu đấy thì mặc định nó vào thằng action này, nghĩa là fulfill. Nếu mà thành công, nghĩa là call API thành công ấy, thì nó sẽ trả về cái thằng gì action.payload. Làm sao để chúng ta biết được cái bước như thế? Thì các bạn thấy là có extension, nó có một cái extension này. Khi sử dụng Redux Toolkit ấy, mặc định nó có thằng này. Các bạn thấy là mặc định nó chạy action này. Đây bên trái này cái action nhá. Bên trái là những cái hành động chúng ta bắn ra, cái sự kiện bắn ra này. Các bạn thấy reload lại cái thì pending ban đầu giá trị state của chúng ta ấy, value bằng rỗng đúng không? Thế đang chờ, chưa call API xong. Nhưng khi call API xong rồi ấy, đâu rồi? Call API xong đâu rồi? Different. Get product full fill. Chúng ta xin lỗi các bạn. Chúng ta mới console log thôi chứ chúng ta đã thay đổi state đâu. Đúng các bạn. Thế vậy có thằng action này rồi thì có phải là chúng ta gán là state.value bằng thằng action.payload không? Đúng không? State ban đầu chúng ta là action state.value đây mà. Nó rỗng. Thế có dữ liệu xong rồi thì có phải chúng ta gắn ngược lại thằng state.value này không? Rồi xem lại, giờ kiểm tra nhá. Ban đầu chúng ta là rỗng, nhưng khi mà pending nghĩa là trạng thái nó call API thành công xong là full fill thì các bạn thấy là có dữ liệu chưa? Đây là action này, các action nó chạy đấy. Được chưa các bạn? Thêm sản phẩm nó cũng thế. Thêm sản phẩm nó cũng thế nhá. Thì chúng ta về cơ bản chúng ta khi mà call API ấy, thì chúng ta chẳng cần thằng user gì đâu. Làm việc API chúng ta sẽ là extra reducer. Bây giờ thầy sẽ tạo một action mới, đó là thằng gì nhỉ? Thằng add product đi, add product này. Sau đó chúng ta sẽ đặt tên action nó là gì nhỉ? Add product. Được chưa? Bên dưới là báo lỗi vì sao? Vì chúng ta đang export nó ra. Vì mặc định trên này chúng ta export rồi mà. Action chúng ta đã export bên trên này rồi. Rồi thế vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ là gì đây? Có một cái thằng này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy giá trị từ form. Nghĩa là khi mà chúng ta add product này, chúng ta bắn lên giá trị đúng không? Thì chúng ta phải nhận một giá trị chúng ta gắn nó vào đây. Ví dụ như là product chẳng hạn. Chúng ta gọi ra thằng gì? Console log thằng product này ra trước khi call API nhá. Tạm thời comment lại thằng này đã. Rồi console log ra này. Rồi bây giờ thằng ra chúng ta là gì nhỉ? Add product enter. Từ product slide rồi đúng không? Thử submit form nhá. Em nằm này. Và thằng Redux xem là chúng ta có gọi đúng action hay không nhá. Product A 1 2 3 4 5 6. Các bạn thấy là nó gọi ra một action chưa? Ok nhỉ? Call API lúc đầu chưa có, sau khi qua thành công thì là full fill, nghĩa là chúng ta đã thêm một đã gọi đến thằng full fill thành công rồi. Các bạn thấy là có product, chúng ta console log ra được chưa?
được chưa? Nghĩa là trên thằng, trên cái action này này, trên thằng này chúng ta đã lấy được giá trị thành công để code API rồi. Thế vậy thì việc chúng ta lại mở thằng này ra, gõ chữ app, rồi nếu thành công trả về biến data xong. Thế xuống dưới này chúng ta cũng thế, khai báo ra copy thằng này thôi, add key là add product, đấy gọi ra cái thằng tên bên trên này này, nó có trạng thái là full fill. Nếu mà thành công thì lúc đấy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Có thằng action.payload rồi, nghĩa là cái sản phẩm chúng ta thêm thành công và thành công API trả về cái sản phẩm chúng ta rồi. Vậy chúng ta sẽ là gì đây? Rồi state.value.post. Như vừa xong chúng ta làm ấy. Thế nào xong? Ok, thử nhá. Sản phẩm B, product B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thêm. Ồ. Tôi còn API à? Thầy tắt cái. Đâu, đâu, đây. Quét, add, click vào đây. Rồi, product, đúng rồi. Post, đúng rồi. Kiểm tra lại action chúng ta nào. Product B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ấn thêm. Fulfill. Oh, lại không đúng nhỉ. Payload chúng ta bắn lên sao lại chỉ có mỗi ID không nhỉ. Lại xem nào. À, đây đây, chúng ta chuyển lên đâu đúng không? Chuyển lên gì đâu đúng không? Xếp lại nào. Phá này, product C, B đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ấn thêm. Các bạn thấy không? Chúng ta từ bất kỳ một component nào đó, chúng ta đẩy lên trên thằng slide, state thay đổi. Thì bất kỳ thằng nào dùng cái thằng slide của chúng ta, thằng useSelector ấy, nó tự động render lại cho các bạn luôn. Ta hiểu chưa đoạn này chưa các bạn? Nghe, chúng ta không cần thằng user nữa. Chúng ta chỉ cần tách ra thằng này thôi. Thêm một thằng này. Và thằng gì? Thằng product add chúng ta là thằng này. Để các bạn xem trong Meet cho thầy nhá. Bên phải sẽ là component. Hoặc ở đây. Bên trái sẽ là component. Thầy nói lại được không? Còn nói lại không? Ok. Ok. Đây nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ quay lại thằng slide này. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta call API ấy, thì bắt buộc của chúng ta phải sử dụng một thằng create async thăng. Chứ nếu mà chúng ta khai báo trong reducer lúc nãy ấy, thì nó chỉ là những dữ liệu fake thôi. Hiểu thầy không nhỉ? Vậy thì khi call API thì chúng ta sẽ sử dụng một cái, đây là một cái action mới, một hành động mới. Nó tên là add product. Và đây khai báo tên của nó này, đoạn này call API này. Thì đây là cái giá trị, cái tham số của thằng async này là cái giá trị mà chúng ta nhận được từ cái thằng component bắn lên. Và sau khi nhận được xong rồi thì chúng ta cũng call API và gì nhỉ? Nó trả về dữ liệu thôi. Được chưa các bạn? Trong thằng này, đấy, cái trạng thái của nó này. Khi mà chúng ta call đến thằng hành động đấy, add product, nếu nó thành công sẽ là trạng thái fulfill. Và sẽ gắn cái giá trị vẫn vào thằng action thôi. State thì mặc định tham số đầu tiên của thằng state này vẫn là cái thằng gì nhỉ? Thằng trên này. Hiểu chưa các bạn? Rồi, thế vậy thì khi mà có action rồi thì chúng ta sẽ là put cái action đấy, nghĩa là cái object của chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết được ấy, thì tốt nhất là khai báo ra một thằng product ở này bằng action.payload. Vậy thì đoạn dưới chúng ta sẽ để là gì? Ok, xin nhỉ? Vậy chúng ta put nó vào trong cái thằng state.value. State có phải là cái thằng object này không? Đúng không? State.value chúng ta chấm put luôn. Cái thằng Redux Toolkit này nó có một cái hay, đó là các bạn sẽ không phải lo cái vấn đề là gì nhỉ? Bảo toàn dữ liệu nữa. Như là trước đây chúng ta làm ở trong cái môn React hiện tại bây giờ chúng ta làm ấy, thì muốn thêm được cái bắt buộc phải là chấm chấm chấm, nghe, lấy lại state chấm value cũ đúng không? Sau đó mới put cái thằng action chấm payload như này đúng không các bạn? Và chúng ta gần như là tạo ra một cái mảng mới, đúng không nhỉ? Nhưng trong thằng này thì chúng ta đúng theo kiểu là giống như kiểu Z thuần chúng ta làm ấy, là thích nó đóng thẳng luôn, cắt thẳng luôn, không phải nghĩ. Được chưa các bạn? Tất nhiên chúng ta tạo ra một mảng mới, chúng ta bút vào thì cũng được, không sao cả. Nhưng thằng này nó cho phép chúng ta là gì nhỉ? Mutate trực tiếp, mutate nghĩa là chúng ta tác động trực tiếp luôn đến cái thằng kia. Ok chưa? Thế có xong rồi thì rõ ràng là chúng ta có slide rồi, có hành động rồi, thì việc chúng ta sẽ là sang cái thằng component app. Chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta dispatch đến đúng cái tên action thôi, và chúng ta truyền tham số vào thì nó sẽ mặc định nó sẽ lên cái thằng này.
Ok chưa? Chúng ta dispatch cái hành động này mà. Nên nó gọi ra cái hành động đấy thì nó sẽ nhận được cái gì? Cái giá trị chúng ta truyền lên. Ok. Bây giờ thì các bạn thực hiện cho thầy đã. Thầy cho nhỏ lại nhé. Mày thì suốt ngày lú rồi. Cái gì cũng lú. Chất tình của các cô lấy ra có cái gì? Không sao. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thì sao thì đấy? Thì sao 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 đấ
Thì sau của lớp 1 thì là em cũng là chưa chắc thì nên mới là thành thì chúng ta nhớ nhá, vào trong cái của em đang ôn tập cho thầy nhá, à vì cô ôn tập chưa có của em là bị đắp, thì cái sức mạnh của các bạn có thể là một bị đắp như thế này được, đầu cuối được, em chúng ta không dùng tay swing nó cũng được, được không ạ? Để con được thêm một thêm điểm, còn không thì bạn cũng có thêm một sở xóa danh mục sản phẩm được các thứ đơn giản, người ta được biết là swing cũng được, thì các bạn. Các bạn muốn đi xin việc kiểu thì chắc chắn là các bạn nên có thằng quỷ đắp. Nên có thằng quỷ đắp đấy. Thầy rất mong muốn cho rằng là nếu mà các bạn cảm thấy là nó có nhiều quá, nó đất được thì chúng ta cũng được nhé. Nói chung là mục tiêu mà thầy muốn cho các bạn kiến thức chứ không phải không là muốn hành các bạn đâu. Thời gian chúng ta môn này còn mấy tuần nữa cơ mà, cứ vật vã đi, nó khó đúng không? Rồi thì điểm danh các bạn nhá. Cái phần thêm như thế rồi chắc các bạn cũng hiểu là xóa hoặc sửa như nào rồi đúng không? Đúng không ạ? Rồi Nguyễn Thị Vân Anh, Việt Anh, Vân Anh, Thành Đạt, Công Định, Thành Đức, Văn Đức, Trung Dũng, Văn Duy, Nguyễn Thị Cấm, Văn Giang, Văn Minh Hoàng, Đặng Thị Hồng, Sĩ Hùng, Minh Hoàng đâu? Đặng Thị Hồng, Sĩ Hùng, Hà Thị Hường, Trọng Huy, Bình Minh, Trà My, Đức Nam, Đắc Phương, Ngọc Quỳnh, Đăng Tân, Xuân Thái, Việt Thế, Minh Tiến, Thành Tuấn, Hồng Vân, có. Quốc Việt, Thành Tuấn đâu? Quốc Việt, Văn Việt, Trọng Vũ, vắng bạn Văn Việt, Quốc Việt, Việt Thế. Còn ai không? Nhớ cho thầy nhá, là cái kiến thức này là kiến thức thêm của bạn. Những bạn nào mà cảm thấy UX của chúng ta vẫn còn yếu ấy, thì chúng ta vẫn cứ làm cái bình thường ở trên lớp chúng ta ấy. Được không các bạn? Được không nhỉ? Còn đây là cái kiến thức khi mà chúng ta đi phỏng vấn, chắc chắn là người ta sẽ hỏi các bạn. Đó là chắc chắn luôn. Tất nhiên là chúng ta không biết thì chúng ta trả lời là không biết cũng không sao cả. Nhưng mà có thì vẫn tốt hơn đúng không? Ok, các bạn có thể nghỉ được rồi. Cố gắng làm bài assignment thật sớm nhá.